Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, hai bên đã thống nhất ưu tiên xây mới bệnh viện tâm thần đặt tại cụm y tế thành phố Thủ Đức 120 ha. Hiện bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 300 giường nhưng phân bố ở 3 địa điểm, cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề ảnh hưởng việc điều trị khám chữa bệnh người dân. Theo định hướng phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, tiêu chuẩn trung bình trên toàn quốc là 12 giường trên 100.000 dân. Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 10 triệu dân cần ít nhất 1.200 giường. Sáng 17 tháng 10, thông cáo báo chí của nhà sản xuất vừa được gửi đi theo đại diện nhà sản xuất sau khi tiếp thu ý kiến của khán giả cùng với các cuộc đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim với cơ quan chức năng. Đoàn làm phim điện ảnh Đất Trường Phương Nam đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim. Theo đó, dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất Phương Nam được đưa lên đầu phim, bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu Hành trình vẫn còn phía trước thành hết phần 1 Hành trình vẫn còn phía trước, điều chỉnh cụm từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn, Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội trong tất cả các câu thoại liên quan hai cụm từ này trong phim điện ảnh Đất Trường Phương Nam. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã tăng mạnh trở lại sau khi Indonesia thông báo tăng nhập khẩu gạo và Việt Nam sẽ là nguồn cung gạo chính cho thị trường này. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng từ mức 610 đến 620 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước lên mức 615 đến 625 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng vượt mức 600 đô la Mỹ một tấn, hiện chào bán với giá 608 đô la Mỹ một tấn. Mới đây, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia xác nhận với báo giới Indonesia về việc Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai nguồn cung gạo chính cho đợt thu mua 1,5 triệu tấn gạo sắp tới của nước này. Sáng 17 tháng 10, trường Trung học phổ thông Hàm Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo ban đầu vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình Thiều, phó hiệu trưởng nhà trường bị người lạ đánh phải nhập viện cấp cứu. Theo báo cáo, ngày 13 tháng 10, thầy giáo Nguyễn Đình Thiều mời nam sinh tên H, học sinh lớp 11, lên phòng ban giám hiệu để phối hợp xử lý hiện tượng học sinh nhận lời mời kết bạn của nhiều tài khoản Facebook lạ. Các tài khoản Facebook đã lấy hình của nhiều học sinh và giáo viên trong nhà trường làm đại diện, đồng thời đăng tải những thông tin xấu độc, thiếu chuẩn mực, không có văn hóa, không lành mạnh, làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của nhà trường và xã hội. Đến ngày 14 tháng 10, cha của học sinh H đi cùng với một người lạ đến nhà thầy Thiều và thầy Phạm Quốc Trọng là bí thư đoàn trường để bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với cách mời làm việc đối với con của họ. Tại nhà thầy Thiều, khi thầy vừa bước ra đã bị một thanh niên lạ mặt lao vào đánh, dẫn đến thầy phải đi cấp cứu và được chuyển viện điều trị tại bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau vụ việc, thầy Nguyễn Văn Trị, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hàm Tân đã có báo cáo gửi cấp trên và yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sáng 17 tháng 10, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 17 tháng 10 do mưa lớn. Theo đó, từ đêm qua đến sáng 17 tháng 10, thời tiết Đà Nẵng có mưa lớn và gió mạnh. Do thời tiết chuyển biến xấu, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kèm mưa to, khiến nhiều tuyến đường ngập nước. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng có thông báo đề nghị các trường thông báo trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học vào ngày 17 tháng 10. Trước đó, cũng do thời tiết mưa lớn nên trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 13 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm cấp cao tới Israel vào ngày 18 tháng 10, trong lúc Tel Aviv chuẩn bị leo thang tấn công quân sự chống lại quân Hamas. Theo Reuters, chuyến thăm của ông Biden sẽ đánh dấu sự thể hiện ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh hàng đầu ở Trung Đông sau khi các tay súng Hamas giết chết 1.300 người trong một cuộc tấn công dữ dội qua các thị trấn miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Chuyến thăm của Tổng thống Biden được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo sau nhiều giờ đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. Ông Blinken cho biết ông Biden sẽ gặp ông Netanyahu để tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Israel và nhận bản tóm tắt toàn diện về mục tiêu và chiến lược chiến tranh của nước này.